chào mừng quay trở lại với Thách thức 21 ngày. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một món salad mà rất là giàu protein. Có rất nhiều người nghĩ rằng là protein, tức là đạm á, là chỉ có thể đến từ thịt cá trứng sữa, giống như là những cái món ăn mà chúng ta vẫn rất là thích sau khi là giải phóng đất nước. Lúc đấy đất nước của chúng ta còn nghèo, và mỗi lần đi thăm ai là chúng ta thấy cái câu mà thịt cá trứng sữa luôn luôn là cái nguồn giàu protein. Những cái nhà khoa học khác thì đã nghiên cứu và thấy rằng là rất là nhiều loại thực vật có giàu protein. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái món salad mà đối với ngay cả những cái bạn mà thường xuyên tập luyện như là trong phòng gym, hoặc là mình chơi những cái môn cần cái thể lực nhiều như là chạy bộ hoặc là leo núi, mình cũng hoàn toàn có thể ăn được. Còn đương nhiên những người còn lại, những cái người mà lười tập hơn này, hoặc là có những cái môn nhẹ nhàng hơn này, thì chắc chắn là sau khi mà kết thúc bữa tập thì đây cũng là một trong những cái món salad mà Anna khuyến nghị là chúng ta nên bổ sung cho cơ thể của mình. Đối với những cái loại mà rau chúng ta dùng trong salad thì chúng ta sẽ dùng đến là cải mầm này, cải bó xôi, măng tây, ớt chuông và đậu gà nhé. Nếu mà các bạn mà không biết mua đậu gà ở đâu, bởi vì có thể ở trong siêu thị á, thì mình sẽ không tìm thấy đậu gà, thì Anna lại hướng dẫn bạn đến một địa chỉ, đó là An Nam. Ở An Nam chỉ cần một cú điện thoại thôi thì các bạn sẽ có tất cả mọi thứ các bạn cần. Yobo và Anna thì không có PR cho An Nam, nhưng bởi vì là An Nam rất là nhiều những cái loại nguyên liệu khác nhau cho dân muốn ăn những cái thực phẩm healthy này, thực phẩm organic này, những thứ mà rất là hiếm khó có thì trong siêu thị An Nam đều có. Đó là lý do tại sao mà Anna thường xuyên giới thiệu siêu thị An Nam ở trên kênh của mình. Đối với phần nước sốt thì hôm nay chúng ta sẽ làm một loại nước sốt rất là thanh, rất là nhẹ nhàng. Nó sẽ giúp cho cái món của chúng ta trở nên mềm mại hơn. Cái nguyên liệu để làm nước sốt là chúng ta sẽ có bơ này, chúng ta sẽ có hạt hem, chúng ta sẽ có nước cam, nước chanh và cả một chút trái cam nữa. Đương nhiên là mè chắc chắn là có rồi. Mè trắng luôn luôn là loại hạt mà Anna yêu thích. Nó trồng ở Việt Nam và nó rất phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, phù hợp với khí hậu ở Việt Nam. Nó có rất là nhiều omega 3, omega 6 và hoàn toàn có thể hỗ trợ cho chúng ta có một làn da bóng khỏe và cả xương khớp, nhất là bôi trơn, cái khả năng bôi trơn các khớp của chúng ta. Chúng ta sẽ có một chút hạt muối. Nếu như bạn cảm thấy bạn cần có thêm vị mặn thì bạn sẽ cho nhé. Còn nếu bạn cảm thấy đủ rồi thì bạn có thể không cần cho thêm muối vào đây. Nào, chúng ta bắt đầu đến với cái phần làm nước sốt cho món salad giàu protein này nhé. Là chúng ta đã làm xong món sốt cho salad giàu protein của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta đến một phần vô cùng quan trọng và đơn giản, đó là trộn salad lên. Và như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món salad giàu protein rồi. Đây, chúng ta hãy bày nó ra đĩa như thế này, trông thật xinh xắn, và chúng ta sẽ thưởng thức nó bất kể là bữa trưa hay là bữa tối đều có thể được. Đặc biệt rất phù hợp khi bạn vừa tập luyện xong nhé. Nếu bạn thích công thức này, thích video của chúng tôi, xin hãy cho video này một like, hãy share video, hãy rung chuông và đăng ký kênh YouTube của Yobo nhé. Nếu như còn bạn bè của bạn, người thân để chưa tham gia thách thức 21 ngày thì đây chính là thời điểm hợp lý để họ tham gia thách thức đấy. Xin cảm ơn bạn rất nhiều vì đã luôn ủng hộ Yobo trong thời gian vừa qua. Xin chào và hẹn gặp lại. Yeah.